Thêm vô ha. À, dễ rồi nè, thêm. Chúng ta thêm cái này phải không? Đây, đúng rồi. Đó. Này phù hợp cho anh em chơi những game mobile như thế này. Đó. Còn những cái game như là Free Fire hay là PUBG thì cũng chơi được bình thường. Nhưng mà nó thao tác thì khó điều khiển một tí. Đây, thấy cái chờ ta đó rồi mình test một tí để cho anh em thấy ok không? Anh em thấy ok rất nhẹ này chơi game mobile rất nhiều luôn. Binh quân nè, tốc chiến à, trong video này mình sẽ chia sẻ nè một cái để giúp chúng ta có thể chơi game những game như mobile, những game như là Free Fire, PUBG Mobile hoặc COD đó thì cho bà rò hơn nha. Anh em biến cái máy điện thoại của anh em thành cái gaming phone luôn cũng được, tại vì nó có những phím tích gần luôn nè, rất là xịn sò ha. Thì đây mình muốn giới thiệu cho anh em, đây là cái Wireless controller ở X3 ha. Đó, thì anh em có thể tìm trên Lazada, Shopee rất là nhiều ha, bán rất nhiều đó. Nên mình thấy cái mẫu này ha, thì cái này nó sẽ tương thích với Android nè, và máy tính bảng Android luôn, hoặc là iPhone ha, cho iPhone, iPad nè, rồi cho Windows nè, hoặc là cho kính thực tế ảo VR luôn nè, hoặc là cho cái Smart TV á này. Smart TV hoặc là Android TV Box cũng được luôn ha. Đó, tương thích rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ nên chi tiết cách để chúng ta có thể kết nối cái wireless controller này, X3 này trên điện thoại Android anh em. Rồi, thì chơi như thế nào luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào video mình chia sẻ chi tiết này. Đây là anh em, đây là cái hộp sản phẩm của chúng ta nè. Đây là wireless controller ha, X3 này, X3 như có T3 gì đó. Thì nó sẽ kết nối được với các phụ kiện như là điện thoại Android nè, máy tính bảng Android nè, cho iPhone, iPad nè, rồi cho Windows ha, cho máy tính bàn á, và cho 4VR thực tế ảo, kính thực tế ảo đó. Đây là sản phẩm của ta nè, đây Wireless controller nè ha. Nó tương thích với thêm cái Smart Box TV, Smart TV nè, PC, phone và cho máy tính bảng rất là nhiều ha. Đây. Rồi ok, cho anh em xem cái sản phẩm của ta. Đây. Đó. Thì lấy gì cái hộp thì nó bị móp méo và bị đứt tùm lum chân này nè. Sếp này làm ăn cũng không mấy lắm. Rồi, nhưng mà xài cũng ok. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em ha. Đây, khi mà mở ra sẽ có một cái cầm như thế này. Đó. Rồi, ở đây thì có cái đồ để cho ta thay mấy cái phím này. Nha, mấy cái phím này là nắp đậy lên á. Rồi. Và cổng dây sạc của chúng ta nè. Đây là dây micro USB ha. Đó. Rồi. Sạc là sạc ngay đây nè, để như quăng bơm ha. Đây sạc là sạc ngay cái lỗ này nè, đây OP nè, đó ta ghim vào đây mà sạc nè. Đó, chúng ta sẽ ghim vào đây để sạc. Còn anh em nào muốn cầm tay cầm này mà kết nối với máy tính bằng dây á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cọng dây sạc USB của anh em á, ghim vào đây và ghim vô máy tính nha. Đó, còn anh em mà sử dụng dây này thì nó chỉ có tính năng để sạc thôi nha. Rồi rồi, ở đây thì cho anh em thấy là cái tay cầm chúng ta này, có chế độ 1, 2, 3, 4 cho nút home á, nó bị ao nét thông cảm này. Đây mình lấy nét lại rồi, rồi cam qua nó bị cùi, em thấy không, 1, 2, 3, 4 này chỗ nút home nè, còn đây là những cái nút mà chúng ta lên trái phải nè, này A, X, Y, B, Star, Select, rồi ở bên này thì không có gì hết. Thì cái này bằng nhựa, cái này nó có làm dám nhán, chúng ta dễ cầm nè. Rồi ở phía đây thì chúng ta sẽ có LB, LT. Đây,
cái cò này, LBLT là cái này. Đây, RBGT đó. Đây. Rồi sau này thì không có gì hết. Đó. À, hình thức kết nối là nó sẽ kết nối vào Bluetooth nha. Và app kết nối thì như thế nào? Thì nó sẽ sử dụng một cái app riêng để nó kết nối. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái kẹp để gắn điện thoại vào nha. Chúng ta để gắn điện thoại vào đó. À, trong demo mình đã cầm cho anh em thấy rồi đó ha. Rồi. Còn đối với Android á thì mình đang sử dụng thiết bị là Android, tại vì cái máy mình đang quay là mình xài Android 14 và 2 BOS á của Xiaomi á, nên là mình kết nối không được nhanh nữa. Còn anh em nào đang sử dụng Android 14 mà kết nối được thì comment cho mình biết nha. Rồi, đây mình show cho anh em xem trong phần cài đặt. Đây thì cái máy này là máy phiên bản Android là 12 nha, và MIUI là 14. Rồi. Anh em sẽ vào cửa hàng Google Play. Đây, anh em tìm cho mình cái ứng dụng của tên là Shopping V3. Đây, Shopping Plus V3. Đó, anh em tải cái ứng dụng này nè. Đó, mình tải rồi. Rồi, ok, mình mở lên. Anh em nào chưa tải thì tải nha. Rồi, để nó kết nối giữa cái tay này, cầm này với cái điện thoại của ta đó. Anh em array khi tải về nè. Rồi. Rồi, mình sẽ cho phép một tí. Thì mình thấy ứng dụng này rất là dễ xài. Anh em có thể sử dụng cái ứng dụng như Octoplus đó. Octoplus gì đó. À, để game map phím cũng được. Nhưng mà thôi, Shopping Plus V3 này nó nhẹ. Rồi, cho phép nó. Cho phép nó lên. Rồi, sau khi mà để vậy nè, thì chúng ta sẽ kích hoạt nó lên. Mình sẽ sử dụng cái nút X và nút Home để kích hoạt nha. Đây, mình bấm đồng thời. Rồi, ở trên điện thoại thì chúng ta bật Bluetooth. Rồi, bật Bluetooth lên. Rồi, đó, đã kết nối này nè, đây, đó, nó đã kết nối rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay ra, mình sẽ vào cái Shopping Plus V3 nha, rồi, ok, đó, thì em thấy nè, Gamepad Plus V3 Connected Direct Mode, nghe nó có để chế độ cho chúng ta là mình đang sử dụng chế độ là Direct Mode nha, rồi, ở trong miếng hướng dẫn nó có coi cho anh em là chế độ gì đó, thì anh em có thể tham khảo thêm, như gì đó. Rồi ok nè, anh em sẽ kết nối giữa bấm đồng thời nút Home và nút X như thế này nha. Đây, thì anh em mà kết nối không được á, ví dụ như anh em mà kết nối được nó để là Gamepad V3 Connected máy xanh lẹ như thế này, mà anh em vào cái bằng ba gạch, anh em vào testing như thế này mà nó không có, ví dụ như anh em thấy không, cái này là được rồi nè, A, B, Y, Y, đó, nó không hiện như thế này, đó, không test được như thế này á, là kết nối không thành công và anh em có thể thoát ra, tắt hết Bluetooth, tắt luôn cái gamepad chúng ta, tay cầm chúng ta để chúng ta kết nối lại ha, kết nối chừng nào được thì thôi ha. Nó kiểu như là cái ứng dụng này nó không có được ổn định cho lắm đó nè, L3 là cái nút này nè, đây thấy không, L3 là nhấn vào, L3 là nhấn vào đó, rồi X, B, I nè đó là hoạt động hết nè em không? Đó. Rồi. Đây. Đó. Thì anh em lưu ý nha, kết nối không được thì thoát ra kết nối lại nha anh em. Rồi mình sẽ để cái tay này bên đi. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy nè, ở đây rất nhiều game hỗ trợ. Đây, đó. Có rất nhiều như là tốc chiến nè. Liên quân nè. Mirage nè, PUBG nè ha. Rất nhiều luôn nè. Thì Free Fire cũng được luôn, mình đã test Free Fire rồi. Chơi vẫn ok nha. Alpha 9 này. Rồi ok, anh em muốn thêm game nữa thì chúng ta bấm vào dấu cộng này. Đây, chúng ta bấm dấu cộng để chúng ta thêm. Ví dụ như trong video này mình sẽ thêm Liên Quân nha. Mình test thử Liên Quân nha. Mình đã chơi thử Free Fire trên đấy rồi. Ok đó. Nhưng mà kéo tầm thì khó một tí, là tập làm quen khó hơn là Liên Quân nha. Đây Liên Quân vai nè, mình bấm Auto. Rồi ok. Đấy, anh em thấy là Liên Quân cái này nè. Đây Liên Quân nào bấm vào, anh em bấm chữ edit reset ở đây nè nha, nó cũng có chữ là edit reset nè, đó, bấm vào edit reset rồi ok, rồi nó sẽ mở game cho chúng ta. Anh em bấm plow đây, plow ở đây đi để nó mở game. Rồi mình sẽ map phím luôn ha, để thấy là có cái con video V3 trên đây nè, đây là để chúng ta map phím nè, đó chỗ này là để chúng ta map phím này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào game mình map này.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái phần tướng đi. Thì game gì thì anh em cũng mắc em tương tự nha. Tướng nè, mình sẽ vào tướng thẻ nát đi, mình bấm thử. Rồi huấn luyện mình map nha. Khi mà vào giao diện game như thế này thì anh em sẽ thấy ở chỗ mà cái V3 nè, đó ta bấm vào. Đấy, anh em bấm chữ new giúp mình. Đây, nó có phần là select nè. Select nè, new rồi sale nè. Đây mình lấy nét tối sao mà nó bị cháy quá. Đó. Nè, có select nè, new nè, sale nè, clone nè, thùng rác. Thì anh em sẽ bấm vào cái nút là new giúp mình nha. Đây, ta sẽ chọn new. Rồi anh em sẽ chọn vào cái mục là new nè, bấm vào new. Đó. Sau khi mà bấm vào mục new như thế này thì anh em sẽ thấy có cái có cái tay cầm như thế này nè. Đó thì chúng ta chỉ cần kéo vào vị trí đây, di chuyển nè. Đó. Để vào. Đó. Rồi chúng ta vào trên bàn, trên cái game pad này. Đây. Rồi mình sẽ map nè. Ví dụ như bây giờ mình dấu cộng này. À, bây giờ mình bấm ba cái phím này đi. Đây ba phím bên này. Đó. Để đây anh em thấy ba phím này không? Ví dụ như mình bấm chữ A nha, mình bấm chữ A ở đây. Nha, bấm chữ A thì nó hiện chữ A thì chúng ta kéo vào đây. Đây. Bây giờ X đi. Đó, thì ta kéo vào đây. Y. Đó, Y bấm vào đây. Rồi. Chữ B là mình sẽ chọn vào nút đánh. Rồi. Rồi. Bộc phá mình sẽ nhấn vào đây, đó là ba, mình sẽ gắn vào bộc phá. Rồi cái là ba mình sẽ hồi máu. Rồi biến về. Rồi ở phía trên đây đó, người ta cũng có gắn sẵn cho anh em nè, LT là đó. Đây ta bấm vào đây, ta chọn nha. Rồi chọn vào đây. Đó. Nó hiện lên thì chúng ta chọn mới được nha nè. Rồi ok, còn những cái phần như chỗ này đó, bấm vào chúng ta có thể chọn vào đây nè, ở dưới này. À rồi, chọn vào bản đồ hay là chọn vô đây cũng được đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sale lại ha. Mình bấm sale to after sometime. Đây, chọn vào cho mình hai cái này luôn, rồi chúng ta bấm ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ di chuyển thử rồi đó, em thấy chưa, di chuyển được rồi nè. Rồi à, còn quên cái dấu cộng phía trên này là ở đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thêm lại, mình bấm new đó. Rồi anh em thấy không, những cái anh em thêm đó, thêm vào, bấm vào thêm nè. Rồi cái nút bên đây cộng qua đây. Rồi nút đi lên cộng qua đây đó, thêm cho ngay chút ngay này đó. Rồi ok, mình bấm sao lại nè. Rồi anh em thấy vô nè. Đó. Rồi đi nè. Thêm đồ nè. Đó, ok chưa. Rồi để xa cho anh em thấy nè. Rồi tung chiêu nè. Đó. Đó, mình sử dụng chiêu 1 nè. Thêm đồ nè. Đó. Cái ngon chưa, thì anh em có thể chơi Liên Minh Huyền Thoại hoặc là Liên Quân hay là những game MOBA khá là hay nha. Rồi nhìn những cái game như là bắn súng hay là cũng được luôn, ok luôn. Nè, bây giờ mình sẽ quánh này cho anh thấy nè. Đó. Đấy. Ra chiêu nè. Test thử cho anh em thấy à. Đó. Hoạt động chân chu nè. Đó. Rồi. Ví dụ như anh em mà muốn gắn cái này thì sao? Ok, chúng ta muốn gắn vô cái tay cầm thì sao nè? Thì đây. Đó, chúng ta sẽ có một cái kẹp như thế này. Rồi. Quay lên. Rồi. Ở phía đây, đó, kẹp vào. Chúng ta để phía trên này nè. Chúng ta kẹp vào. Đây. Đó. Như thế thì anh thấy không? Đó. Rồi chúng ta chỉ cần đưa cái điện thoại vào này. Này. Đó. Ổn không? Ổn áp không? Đó, thì cái này thì anh em có thể mua trên Shopee, Lazada thấy nhiều lắm nha. Đó. Thì đây là cái mẫu controller X3 ha.